Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo. Tại sao tôi lại nói là phiên bản Modulo? Đó là phiên bản Modulo đã được trang bị toàn bộ về border kit quanh xe này, giá nóc này, đuôi gió thể thao. Đấy là phiên bản Modulo. Và đây là cái phiên bản 2.4 số tự động quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và vẫn là biển 29i, biển số 4 số từ năm 2010 quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả máy móc còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết về chất lượng. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 420 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo 2.4 sản xuất năm 2010 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc xe Honda CR-V phiên bản Modulo 2010 này. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 420 triệu đồng, quý vị các bạn nhé, 420 triệu đồng ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V 2010 phiên bản Modulo 2.4 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Mm-hmm.